Ôi giời đẹp quá, Kỳ Co eo gió đẹp quá, Quy Nhơn mát quá. Chị Việt hôm nay đi nhiều mốt thế nhỉ? Chị Việt hôm nay nhiều mốt quá này, yên tạo mốt cho chị người chị Việt đây. Ờ, cái mặt xinh xinh này đây. Bôi tí kem vào là trắng trắng xinh xinh này. Yên đâu mà nhìn xem chị gái hôm nay có xinh không nào. Nó ra đâu để nào ăn tối không? Đấy, sáng trưng, sáng sợ. Ca chụp được chưa? Đâu? Cu dài, cu ngắn đây rồi. Này, đấy cứ ngồi này. Cu dài, cu ấy đây. Nào. Hôm nay cháu chụp kiểu nữa, kéo vẫn. Nào đây, cô ngồi chỗ này. Cô ngồi chỗ này. Cô ngồi ra chỗ này, ngồi được sau cháu đây. Hai người ngồi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đấy, hai cô từ đấy. Từ từ. Ngồi ra đây, được chưa? Đấy, đứng đi, đứng đi. Nhìn này. Nhìn này, cả nhà ở nhà xem luôn nào. Bên này chung lại nhé. Bên này chung lại nhé. Này chung lại này. Sáu cô. Đang chờ bạn nha, em chào anh Minh nha. Em đang lên kề cô này. Đây là em gió này. Bốn cô kia, kia chụp cho bốn cô kia kìa. Bốn cô này nha. Ê, bà cô chụp cho nó này, cầm lấy cái máy của nó. Bốn cô. Bốn cô, đẹp quá rồi. Sao kín? Nóng chân lắm đây, phải ra đi xem. Chân lắm. Ôi, không chạy gì nữa. Quấn.